Rồi lấy cho em kiếp nha. Dạ, xíu qua lấy liền. Thấy không? Tấm bàn thì nói được là làm được. Tay trắng làm nên sự nghiệp. Bây giờ tôi thành đại gia rồi đó. Cái sớm xẻo lá này nè, có ai dám khi dễ tôi đúng không? Không lấy chồng thợ bạc mà vẫn đeo vàng đỏ tay. Cô đã không? Giờ này còn nằm phè cánh nhạn ra đó ngủ. Còn cười nữa hả? Nó đã bắt dịch giờ nghe anh. Rồi dừng ơi. Đó. Vậy. Giờ này còn ngủ hả? Dậy coi. Trời ơi. Nữa, xè cánh bướm nữa. Cái gì vậy tía? Con đang ngủ mà. Tao nói rồi đó nghe. Cái này mày đặt tập tành đánh số đề phải không? Phải không? Đúng không? Tiếng đi ra ngoài, tiếng nghe lời người ngoài rồi về tiếng la con hoài. Chừng nào mà có bằng chứng thì tiếng hãy nói con. Chà, bữa nay ngon quá ha. Dám đòi bằng chứng với tao nữa hả? Anh nói trước rồi đó nghe. Sung sướng không muốn hả? Muốn đi ăn mại gì? Muốn bỏ xứ trốn đi chứ gì? Giờ cái xóm này coi, bao nhiêu người bỏ xứ trốn đi không? Cũng vì ba cái số đề, số đầu số đuôi đó. Mày muốn đi không? Tao cho đi, thấy không? Còn cái lớn, nói cái gì cũng phải nghe cái đấy chứ. Có đâu mà ba cái chuyện gì mà sáp vô đó mà chơi. Tao nói vậy đó nghe, tao đập mắt dịch ra. Thiệt luôn á, đang nằm mơ cái giấc mơ giàu sang, mới bắt đầu giàu sang, chưa kịp hưởng sung sướng gì hết trơn, cái tiểu kiều tỉnh luôn. Mà ai báo cho tía biết chị mình quýnh số đề vậy trời?